Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024 liên quan đến quản lý thị trường vàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh, Nghị định 24 được ban hành năm 2012, ra đời cách đây hơn 10 năm và đã phát huy vai trò vô cùng quan trọng, trong đó đảm bảo mục tiêu lớn nhất khi được xây dựng cũng như trong suốt quá trình thực hiện là chống vàng hóa nền kinh tế, không để thị trường vàng ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, lãi suất, giá cả, tỷ giá. Còn câu chuyện lấy vàng SJC gọi là độc quyền, theo ông Tú trong Nghị định 24 có quy định, nhà nước độc quyền kinh doanh vàng miếng, cụ thể theo Nghị định 24, nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ là thuộc về thị trường, thuộc chức năng bộ ngành khác quản lý về mặt nhà nước, còn vàng miếng do nhà nước độc quyền. Ngân hàng nhà nước đại diện cho nhà nước thực hiện độc quyền sản xuất kinh doanh vàng miếng và chúng ta đã chọn SJC làm thương hiệu kinh doanh vàng miếng, ông Tú cho biết. Câu hỏi đặt ra là SJC có vai trò ở thời điểm hiện tại không? Theo ông Tú, nhiều chuyên gia cho rằng không cần thiết phải duy trì vàng SJC hay đã đến lúc mở ra nhiều loại hình kinh doanh vàng khác hay với tên khác nhau. Tuy nhiên, Phó Thống đốc khẳng định, dù vàng SJC còn độc quyền hay có nhiều thương hiệu khác cũng tham gia vào thị trường, mục tiêu cuối cùng là thị trường vàng không ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế vĩ mô. Đây là quyền lợi của 100 triệu dân Việt Nam. Nhà nước luôn luôn tôn trọng quyền cất giữ, quyền mua bán vàng miếng của người dân. Song, toàn dân không thể kinh doanh vàng miếng. Quyền lợi của nhóm doanh nghiệp kinh doanh vàng rất nhỏ so với lợi ích của toàn bộ 100 triệu dân. Nhà nước không khuyến khích kinh doanh vàng miếng, không bảo hộ giá cả của các tổ chức kinh doanh vàng miếng, Phó Thống đốc khẳng định. Phó Thống đốc nhấn mạnh không chấp nhận việc giá vàng trong nước chênh lệch với giá vàng thế giới đến 20 triệu đồng một lượng như thời gian vừa qua, không chấp nhận việc giá SJC cao hơn một số loại vàng khác đến vài triệu đồng. Vàng SJC cao hơn vàng thế giới hơn 20 triệu đồng một lượng. Vì lý do gì? Tất nhiên, vàng thế giới có tăng, nhưng vàng thế giới tăng 1, vàng trong nước tăng 3 là không chấp nhận được. Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẵn sàng can thiệp khi cần thiết, giá vàng đã lập tức đi xuống. Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh. Theo ông Tú, tất cả vấn đề sẽ được xem xét khi sửa đổi Nghị định 24 sắp tới. Hướng sửa đổi ra sao? Để vừa đảm bảo quản lý, vừa đảm bảo tính thị trường. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai và xin ý kiến rộng rãi. Nói thêm về Nghị định 24, ông Đào Xuân Tấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước khẳng định, đây là thời điểm phù hợp để đánh giá lại mục tiêu và chính sách quản lý thị trường vàng. Theo ông Tấn, Nghị định 24 được ban hành năm 2012 giúp ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ điều hành tỷ giá và thực thu chính sách tiền tệ. Thực tế cho thấy, trong hơn 10 năm qua, cũng như thời gian gần đây, dù giá vàng tăng giảm thất thường, nhưng tỷ giá vẫn ổn định, mọi hoạt động của ngành ngân hàng cũng không còn bị ảnh hưởng bởi thị trường vàng. Đây là cơ sở chứng minh mục tiêu Nghị định 24, cơ bản hoàn thành. Đến nay, cần xem xét tình hình mới để có những điều chỉnh phù hợp, ông Tuấn nhấn mạnh. Trước các ý kiến đề nghị xem xét việc bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng, ông Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã tham khảo ý kiến các chuyên gia, hiệp hội, bộ ngành đã được chính phủ giao ngay trong tháng 1 năm 2024, có báo cáo tổng kết đánh giá chính sách quản lý thị trường vàng và chính phủ phê duyệt chủ trương thay đổi chính sách phù hợp tình hình mới. Ghi nhận vào lúc 9 giờ 30 phút sáng mùng 3 tháng 1, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 72,5 đến 75,52 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 500.000 đồng cả ở chiều mua và bán so với cuối ngày mùng 2 tháng 1. Tương tự, vàng miếng SJC khu vực Hà Nội tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua và 500.000 đồng một lượng ở chiều bán, lên mức 72,4 đến 75,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Trong khi tại công ty Bảo Tín Minh Châu, mỗi lượng vàng miếng tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua lên 71,5 triệu đồng một lượng và giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán xuống còn 74,9 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, thời điểm 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.061,3 USD một ounce, giảm 5,7 USD một ounce so với đêm hôm trước. Giá vàng giao tương lai tháng 2 năm 2024 trên sàn COMEX New York ở mức 2.069,5 USD một ounce.
Thị trường vàng thế giới bước vào năm 2024 tương đối khó khăn khi chịu áp lực từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD. Tuy nhiên, đà giảm của kim loại quý này được hạn chế nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ và lo ngại tình hình sẽ leo thang ở Biển Đỏ. Chỉ số US Dollar Index đã tăng 0,8% và trên đà đạt mức tăng hàng ngày tốt nhất kể từ tháng 7, khiến vàng thỏi được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài. Năm 2023, giá vàng đã tăng 13%, đánh dấu mức tăng hàng năm đầu tiên kể từ năm 2020 và được dự báo sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024 do lãi suất thấp hơn, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không lãi suất. Giới chuyên gia nhận định, thị trường bắt đầu năm mới với niềm tin rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn, đó là lý do khiến vàng được hỗ trợ. Các thị trường hiện đang định giá 86% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, theo công cụ CME FedWatch. Thị trường đang chờ đợi biên bản họp cuối cùng trong năm 2023 của FED, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm. Ngoài ra, dữ liệu về thị trường lao động trong tháng 12 được công bố vào thứ Sáu, cũng thu hút lượng quan tâm của thị trường. Các chuyên gia ngân hàng ANZ mới đây dự báo vàng sẽ lên mức 2.200 USD một ounce trong tháng 12 tới đây. Nguy cơ căng thẳng leo thang ở Trung Đông cũng sẽ hỗ trợ cho kim loại quý. Ở thời điểm thị trường vàng trong nước biến động khó lường như hiện tại và không có nhiều liên thông với thế giới, người dân Việt Nam đang phải mua vàng miếng SJC ở mức cao đầy rủi ro. Sở dĩ có tình trạng chênh lệch mua bán vàng ở mức cao lên tới 1,7 đến 2 triệu đồng một lượng là do các đơn vị kinh doanh vàng thường kéo doãn giá mua bán để giảm bớt rủi ro cho chính mình trong bối cảnh thế giới biến động mạnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thị trường vàng thế giới trong những ngày qua biến động không nhiều, giá vàng giao ngay chỉ quanh quẩn ở ngưỡng 2050 đến 2070 USD một ounce, quy đổi khoảng 61 triệu đồng một lượng. Nhưng các doanh nghiệp buôn vàng vẫn kéo chênh lệch mua bán rộng ra. Không những thế, nguồn cung vàng miếng SJC khan hiếm là yếu tố để các cửa hàng vàng kéo giá trong nước cao vọt so với thế giới. Sở dĩ cung vàng miếng SJC thấp là do kể từ năm 2012, thương hiệu này do nhà nước độc quyền sản xuất. Ngân hàng nhà nước là đơn vị được giao tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng. Theo Ngân hàng nhà nước, từ năm 2014 đến nay, cơ quan này không đưa thêm vàng ra thị trường, nên vàng miếng SJC lưu thông ít, thậm chí còn được chuyển hóa sang vàng nguyên liệu để phục vụ sản xuất mỹ nghệ. Các doanh nghiệp hầu như không được nhập khẩu vàng nguyên liệu, cũng vì tình trạng nguồn cung ít, mức chênh giá vàng SJC với giá vàng thế giới quy đổi trong nhiều năm qua ở mức rất cao, thông thường khoảng 10 triệu đồng một lượng. Mức chênh lên tới 17 đến 18 triệu đồng một lượng như hiện nay là kỷ lục. Vàng nhẫn, vàng trang sức không độc quyền do vậy cao chênh với giá thế giới không quá nhiều. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, các loại vàng này tăng mạnh chưa từng thấy, cũng đã lên đỉnh lịch sử 64 triệu đồng một lượng, cao hơn vàng thế giới quy đổi 2,5 đến 3 triệu đồng một lượng. Điều này là khó hình dung vì chất lượng vàng trang sức thường được biết đến thấp hơn nhiều so với vàng miếng. Tuổi vàng trang sức tùy phương tiện là khác nhau, có thể rất thấp. Có thể thấy, mức chênh tới 20 đến 25% so với giá thế giới khiến giá vàng miếng SJC trong nước thuộc mức hàng đầu trên thế giới. Đó là chưa kể tới việc mua vàng cao hơn so với giá bán ra. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người mua vàng thương hiệu quốc gia để tích trữ hoặc cho một mục đích nào khác sẽ gặp nhiều rủi ro hoặc và tốn nhiều tiền hơn người dân các nước khác. Một số dự báo rằng thời điểm hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu của một con sóng tăng giá vàng thế giới. Giá vàng quốc tế được dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2024 khi mà đồng USD suy yếu, vàng có thể lên tới 2.400 USD một ounce, tương đương quy đổi khoảng 71,5 triệu đồng một lượng. Nếu vàng miếng SJC trong nước vẫn thiếu hụt nguồn cung như hiện tại và chênh lệch mua bán vẫn khoảng 18 triệu đồng một lượng, thì giá vàng miếng SJC khi đó sẽ đạt mức 90 triệu đồng một lượng. Đó là chưa kể đến những cú sốc địa chính trị bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!